Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review tới mọi người, đó là em lò nướng hơi nước của nhà Kala nha các bạn. Thì cái máy này nhà mình đã sử dụng được một thời gian, cũng được mấy tháng rồi đấy. Thì mình cảm thấy là rất là ok. Ngày hôm nay mình sẽ review tất cả các chức năng và nướng thử bánh mì cho các bạn thấy cái lò này có cái gì nổi trội hơn những cái lò khác nha. Cái lò này mở cũng dễ lắm. Cái này là có thể tháo ra hai bên luôn. Tháo ra thì mình vệ sinh cho sạch sẽ với lại rửa. Nhìn thấy nó dính lên đây này. Thì mình hai bên đều tháo được. Tiện lắm. Dễ vệ sinh hơn cái lò chiên không dầu ngoài bật nắp. Rất là nhiều. Rồi đây là cái khay đựng nước. Đựng nước hấp. Đây là nước sạch. Mình nên bỏ nước lọc, nước RO để cho máy nó không bị cạn canxi. Nước thì mình có thể rót vào đây. À, cái nắp này này có thể tháo ra được luôn, rất là tiện. Còn cái khay này, cái khoang đằng trước này này là để nước dơ. Nước dơ khi mà hấp á nó sẽ chạy xuống cái lỗ này này. Đó. Và nó sẽ chạy với khoang đen này. Thì hồi mình lấy ra mình chà rửa thôi. Và khi mà hấp á thì hơi nước nó sẽ phun ra từ đây, từ cái lỗ trên này, nên là mình mới làm cái khay kéo như thế này để khi nó phun ra thì nó phun ra ngoài chứ nó không phun trong tủ. Cái lò này nó nặng khoảng tầm 14 kg à. Còn những cái ray kéo này này nó có thể chịu lực từ 20-30 thậm chí tới 50 kg tùy theo hãng ray kéo. Còn đây là bộ sản phẩm, bộ khay đi kèm theo máy. Cái này là thường để nướng pizza, là cái này là để lấy đồ, lấy cái khay này. Ví dụ như khay này chẳng hạn. Đây, là mình lấy ra. Nếu mà nó nóng á. Mình lấy ra. Lấy cái khay này. Đó. Cái này là chống dính. Dùng để nướng pizza, những cái đồ tròn chẳng hạn. Và đây là khay lưới, khay này dưới cũng chống dính nhưng mà có vẻ như chống dính không có bằng cái khay tròn gì. Còn tay, bao tay nó cho có một cái à. Bao tay đi kèm chỉ có một cái thôi. Thì để lấy đồ ra thôi mà, đâu cần nhất thiết phải hai cái đâu. Cái lò này nó tương đối khá là rộng. Nó có 3 nắp. 3 nắp để mình để cái khay này. Thì tính ra là có thể đặt được cả con gà, rồi hấp cá, vịt gì đó, tùy mọi người thôi. Nhưng mà nói chung là nó khá rộng, mà lại dễ vệ sinh nữa. Thì đây là cái chức năng của nó. Rất là dễ sử dụng. Đây là thanh nhiệt độ, đây là thanh thời gian. Thì mình chọn chức năng nào cũng được. Mình khi mà chọn cái này này là nó sẽ tự động ở trong cái chế độ chiên, nướng gì đó. Như cánh gà, bít tết, pizza, làm bánh kem. Đây là chức năng nướng, vừa nướng vừa hấp. Ai mà muốn làm pate mà pate dạng vừa nướng vừa hấp á thì dùng chức năng này. Còn đây là hấp đó, rồi mình chọn một cái nữa thôi là nó sẽ khởi động. Khi mà đây là đèn, đèn là nó sẽ bật đèn ở trong lò cho mình xem, tắt bật. Còn đây là báo hiệu nước, nếu mà cái này nó nhấp nháy mà nó kêu á thì có nghĩa là hết nước. Thì khi đó mình bổ sung nước thôi. Đánh giữ này là nó tắt. Cái lò này bình thường á, khi mà mọi người chiên hoặc là nướng, nó sẽ văng đầy lên rất là dơ. Thì khi đó mình thường hay sử dụng những cái dung dịch như thế này nè. Đó là mình xịt khắp lò luôn. Để một lát mình dùng khăn, mình lau sạch đi, lau khăn ống lau sạch đi. Sau đó mình để hấp, bật chế độ hấp. Hấp một lát nó ướt hết toàn bộ khoang lò. Cái mình lau, bỏ khăn cho mình lau lại một lượt nữa. Xong mình lại hấp. Rồi mình lau một lượt nữa. Tùy theo mọi người muốn lau mấy lượt thì lau. Nhưng mà nó sẽ rất là sạch luôn. Nó trôi đi được hết những cái tạp chất của cái dung dịch này luôn. Là nó sạch băm luôn. Vệ sinh cực kỳ nhẹ nhàng, dễ dàng. Không cần phải kỳ cọ chà từng chút. Mà mỗi lần mình nướng xong là mình vệ sinh hết luôn. Thành ra là lò lúc nào nó cũng sạch hết, nó không bị hôi. Lò này thực ra là mình sử dụng 1 năm rồi chứ không phải là ngắn gì đâu. Này
đó, mỗi lần mình vệ sinh này mình chỉ cần khăn lau thôi đó, chứ không có phải là lôi ra chà rửa gì hết. Như những cái lò chiên không dầu á, là cái phần bên trên này nè, phần nướng này nè, nó két rất là dơ. Đây nè, mình làm rất là sạch luôn này đó, không hề dính gì hết. Đây mình sẽ nướng 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 bánh mì la cho em. Thật ra là giờ không có cái gì nướng thử hết á, cho nên mình sẽ làm thử một ổ bánh mì để mình bỏ vô cái lò đó nướng thử cho mọi người xem nha. Có cái lò đó hả, bánh mì chữ đông, thích ăn lúc nào thì ăn. Tiện, cực kỳ tiện. Nướng bánh mì thì sẽ là tầm bánh mì mà nướng lại á thì tầm 30 hoặc 130 hoặc 135 độ thôi. Đó, để đó chờ một chút xíu cho nóng lò đã. Để vừa khít luôn. Cái này 1 2 3 4 5 6. 6 7 cái bánh mì luôn đi chứ. Trên thì thế này nha. Bình thường á, khi mà người ta nướng pate bằng những cái lò nướng hoặc là lò chiên không dầu mà không có chức năng hấp á, thì người ta sẽ phải để cái khuôn pate vô trong một cái khay nước nào đó để sử dụng cái hơi nước đó nó lên để cho pate nó không có bị khô. Nhưng mà cái lò này thì nó có chức năng hấp luôn, nên là nếu mà mình nướng pate thì mình chọn vừa nướng vừa hấp là tiện cực kỳ luôn. Hoặc là như nhiều người thích dạng gà nướng hấp á, thì cũng sử dụng chức năng đó được, gà không bị khô mà nó mềm. Dầu cho này dầu rụng luôn này bóp thì dầu bên ngoài nhưng vẫn giữ được cái độ mềm ở bên trong đó mọi người. Cái nồi chiên hơi nước này nè đã khắc phục triệt để được cái tình trạng mà chiên đồ ăn bị khô, bị mất nước. Mấy cái lò truyền thống khác á, thì theo mình sử dụng, bởi vì mình đã có mấy cái clip review về cái lò chiên không dầu cũ rồi, và sau một thời gian sử dụng thì mình cảm thấy khi mà mình chiên nướng hay làm một bất cứ một cái món gì đó thì hay bị khô và bị mất nước. Đại loại như mình chiên đậu hũ đi, đậu hũ nó cũng bị dai hơn bình thường so với mình chiên dầu. Thì cái lò này khi mà mình đã kích hoạt được nó lên là nó sẽ đồng thời hai chức năng, đó là chiên không dầu và là phun sương hơi nước luôn, nên nó vẫn giữ được cái độ mềm dẻo bên trong mà đồng thời bên ngoài nó vẫn giòn ngon nha mọi người. Và một cái đặc điểm nữa đó là cái lò này nó cũng khá nhỏ gọn, mình có thể đặt bất kỳ một cái nơi ngóc ngách nào ở trên cái bếp, từ to hay tới nhỏ. Nếu mà bạn đang có nhu cầu muốn mua một cái lò vừa chiên và vừa hấp thì mọi người có thể cân nhắc tới cái sản phẩm này, bởi vì hãng Kalai cũng là một trong những hãng bán chạy về cái mặt hàng này rồi. Hoặc bạn có thể hoàn toàn tham khảo thêm những cái dòng khác của Kalai luôn, thì thông tin sản phẩm mình để trong phần mô tả và comment, các bạn có thể vô và tham khảo nha. Thì video clip của mình tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy mình làm video clip chia sẻ và hướng dẫn hay thì hãy cho mình một like, một subscribe và một comment nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.